thấy đây là số 2 Nguyễn Phúc Ánh. Nãy giờ Lê Quang đi một dãy thì chỉ có thấy cái ngôi nhà này nằm ở dưới chân cầu Tuân này là có tên Nguyễn Phúc Ánh thôi. À, Nguyễn Phúc Ánh. Đó, quảng bò. Đó là đường Nguyễn Phúc Ánh đó đi. À, xin chào tất cả quý khán giả của Lê Quang Channel. À, kính thưa tất cả quý vị, nếu như quý vị các bạn quan tâm đến Huế thì chắc chắn là cũng để ý đến một cái sự kiện mà trong một thời gian qua cũng gây một số những tranh cãi và rất là nhiều người quan tâm. Đó là sự việc Nguyễn Phúc Tộc đề xuất đặt tên đường vua Gia Long, tức là hoàng đế Gia Long, vì vua đầu triều của nhà Nguyễn. Thế thì sau cái đề xuất này thì trên mạng xã hội, theo như Lê Quang quan sát được thì thấy xảy ra một cuộc xung đột, một cuộc tranh cãi nảy lửa về hai chiều. Một bên thì cho rằng là vua Gia Long hoàn toàn xứng đáng đặt tên đường ở Huế, nhưng mà có những người khác thì cho rằng là vì vua này là một nhân vật gây tranh cãi, và đặc biệt là trong lịch sử người ta hay nói đấy, đó là cọng rắn cản gà nhà. Tức là đưa những cái thế lực ngoài bang vào để xâm chiếm. Mà thật ra thì theo như Lê Quang nghĩ đó là cái thời điểm đó là mời các thế lực ngoài bang vào giúp mình để đánh đổ cái thế lực Tây Sơn. Thế thì cuộc tranh cãi nổ ra, và có lẽ là với cái nhân vật tranh cãi thế này thì rất khó để chính quyền địa phương cân nhắc cái việc đặt tên đường vua Gia Long. Bởi vì như quý vị các bạn đã biết là việc đặt tên đường thì thường là do hội đồng nhân dân của địa phương đó, người ta sẽ cân nhắc có một cái quỹ, quý vị, tên đường, và đối với những nhân vật mà có công lao, có tiếng tăm thì sẽ lấy ra để đặt tên đường. Ở Huế thì cũng có đến, theo Lê Quang nghĩ là cũng có đến trên 400 nhân vật đặt tên đường, thậm chí nhiều hơn nữa. Bởi bây giờ thì những tuyến đường mà nhỏ thôi nhưng mà khoảng ngang 5 mét ở các khu quy hoạch người ta vẫn đặt tên, chúng cái số lượng rất là nhiều. Và hiện bây giờ thì cái quỹ tên đường nó cũng đang càng ngày càng ít đi. Trong cái đó thì có những nhân vật như vua Gia Long của vị, và rất là nhiều vị vua Nguyễn thì vẫn chưa có tên đường ở thành phố Huế. Thì bỏ qua cái liên quan chủ tranh cãi đi, thì Lê Quang có được nghe được biết rằng là ở cái khu vực ở trên Thủy Bằng đó quý vị, thì có tên đường của vua Gia Long. Tức là cái thời kỳ trước khi vua Gia Long lên ngôi là tên là Nguyễn Phúc Ánh đó quý vị. Thế nên Lê Quang cũng rất là tò mò, bởi vì mình kích ở trong Google Maps thì mình thấy là đúng là cũng có tên đường Nguyễn Phúc Ánh. Cho nên hôm nay thì Lê Quang lên đây để tìm hiểu xem thì có phải là thực tế là có cái tên đường mang tên Nguyễn Phúc Ánh hay không. Và nếu như vậy thì không đợi đến lúc mà hội đồng nhân dân thành phố cân nhắc cái việc đặt tên đường vua Gia Long thì đã có một tên đường của vua Gia Long ở Huế rồi. Tất nhiên là cái Nguyễn Phúc Ánh và vua Gia Long thì hai cái tên khác nhau, cùng một người nhưng mà ở hai cái giai đoạn khác nhau. Đây thì mời quý vị của bạn cùng với Lê Quang chúng ta sẽ đi tìm cái con đường này. Để mình hỏi dân cư ở đây xem thử là họ có biết là họ đang có một cái tên đường như vậy hay không, và thực sự có con đường như vậy hay không. Xin mời tất cả quý vị cùng với Lê Quang chúng ta đi tìm nào. Xin mời nha. Thưa tất cả quý vị, có thể nhận ra đây là đâu không ạ? Đây là lăng Khải Định nữa quý vị. Và phía trước chúng ta thì thấy du khách đến tham quan lăng rất đông. Đây là một điểm tham quan được xếp vào loại là đắt khách nhất ở Huế quý vị. Sau đài nổi, chùa Thiên Mù thì có lẽ lăng Khải Định là một trong những địa điểm như vậy, rất là đông khách. Và du lịch Huế thì đang phục hồi rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu cái điểm đi tìm lăng, đi tìm cái địa, cái con đường Nguyễn Phúc Ánh, bắt đầu từ lăng Khải Định quý vị nha. Khu vực này thì thuộc xã Thủy Bằng, thành phố Huế. Trước đây thì nó là của Hương Thủy, nhưng bây giờ thì nó là của thành phố Huế rồi. Đấy, bên này là cái điểm đổ xe của cái lăng Khải Định. Sở dĩ Lê Quang chọn con đường này bởi vì cái con đường mà Lê Quang xác định trên bản đồ quý vị, con đường Nguyễn Phúc Ánh
thì nó nằm ở gần đây. Hơn nữa là cái điểm này thì là dấu mốc để quý vị bạn cũng dễ hình dung. Bên này là làng Châu Chữ, quý vị này, một cái làng quê mà Lê Quang đã từng giới thiệu trên kênh, rất là đẹp. Đây, cái cầu này là gọi là cầu Khải Định. Thế như vậy thì quý vị thấy là mặc dù là chưa có tên đường nhưng mà những cái địa danh thì bây giờ đã bắt đầu xuất hiện. Ví dụ cái cầu này là người ta gọi là cầu Khải Định, quý vị nhé. Ở đây thì Lê Quang cũng sẽ giới thiệu, lần lượt giới thiệu đến quý vị của bạn những cái nhân vật, những con đường mang tên của những nhân vật nổi tiếng. Và có lẽ là Lê Quang sẽ giới thiệu bắt đầu từ những cái đường mang tên của những vị chúa Nguyễn, sau đó thì sẽ giới thiệu những cái vị vua Nguyễn. Đây, bên này quý vị thấy là cánh đồng của làng Châu Chữ, quý vị. Đây, chúng ta đi 1 km nữa thì sẽ đến đường Tránh, đường Tránh Huế. Và bây giờ thì lên đường từ đường cao tốc Huế Quảng Trị, tức là cao tốc Bắc Nam, quý vị, thì cùng đi theo con đường này luôn. Nếu như quý vị đi xa Huế khoảng chừng 10 năm và từng đi từ đường này thì chắc chắn là khi trở lại cũng thấy bất ngờ, bởi vì bây giờ nhà cửa đường xá cũng rất là nhiều, quý vị. Đây, quý vị thấy đây là một cái con đường mới. Con đường này là có lẽ con đường Tránh đấy, quý vị. Đường này Lê Quang mới thấy đây thôi. Đây, có lẽ là sau này cái đường cao tốc người ta cắt ngang qua, cho nên sẽ làm những con đường như thế này để mà người dân hai bên đường cao tốc có thể đi qua đi lại được, quý vị. Nếu Lê Quang thấy cái con đường đó có lẽ là con đường như vậy đấy. Đây, 100 m nữa thì sẽ đến công trường. Theo như tiến độ thì tuyến đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua Huế và Quảng Trị đấy, quý vị, thì cũng đã gần giai đoạn cuối rồi. Dự tính là trong tháng 9 năm nay thì sẽ hoàn thành tuyến đường này, cao tốc này. Đây, tiến độ thì đang được đẩy nhanh. Tuy nhiên đáng lý ra thì cái dự án này là phải xong. Nó phải xong sớm hơn, hình như là năm ngoái là xong, quý vị. Nhưng mà năm nay thì có hơi chậm tiến độ. Đây, cái cầu này là cầu của đường cao tốc, quý vị này. Đây, cái cầu này là cầu của tuyến đường cao tốc. Và bây giờ thì vẫn chưa gọi là hợp long, vẫn một con như thế này vẫn đang làm. Thế Lê Quang không hiểu nổi là bây giờ thì đến tháng 7 rồi thì để tháng 9 thì sao xong được. Đấy, bây giờ người ta vẫn đang làm cái mố cầu đấy. Thì không biết làm sao mà có thể xong xong kịp. Rồi chúng ta lại đi tiếp. Với mục đích của hôm nay là đi tìm một tuyến đường mang tên Nguyễn Phúc Ánh. Trước khi thống nhất Giang Sơn, đánh bại vua Tây Sơn và lên ngôi lấy đi hiệu Gia Long, như vua đầu tiên của nhà Nguyễn, thì lúc đó ông Nguyễn Ánh thì có thể gọi là chúa Nguyễn, quý vị. Đấy, thì chúng ta sẽ chạy thẳng, hình như là nó nằm ở cái vị trí bên đây. Thật ra thì có điều thế này, quý vị này, có những cái tuyến đường ở Huế do người dân tự đặt tên, có nghĩa là hội đồng dân của các cái huyện của thành phố người ta chưa có quyết định, nhưng mà người dân đã tự đặt tên và từ gọi đó làm cái tuyến đường mang tên của một nhân vật nào đó. Thế Lê Quang không biết là cái tuyến đường Nguyễn Phúc Ánh này là như thế nào. Tôi không biết là có phải nằm vị trí bên này không. Để quan sát định lại cái địa điểm như thế nào.
Đây, theo như tìm hiểu của Lê Quang ở trên Google Maps thì Lê Quang thấy là cái tuyến đường của vụ án là tuyến đường nằm ở dưới chân cầu Tuần, quý vị. Thế nên chúng ta sẽ chạy đến góc của dưới chân cầu Tuần xem tạo như thế nào nữa nhá. Vực này thì là thuộc thôn Bằng Lạng. Lê Quang thấy là ở đây thì người ta ghi là Bằng Lạng, Thủy Bằng, thành phố Huế. Đấy, nhưng mà trên Google Maps thì là có cái tên là Nguyễn Phúc Ánh. Việc cơ sở của cái tên này ở trên Google Maps là như thế nào, ai là người đặt tên này, trên đây chúng ta thấy là Bằng Lạng này. Đây là cầu Tuần, và cầu Tuần mở rộng đấy, để cho nó cái thiết kế nó lớn, nó phù hợp với tuyến đường cao tốc, quý vị. Và cái cầu Tuần mở rộng thì đã gần đến giai đoạn cuối rồi, gần xong rồi đấy, quý vị. À, chúng ta đang đi ở cầu Tuần. Cầu Tuần trước đây thì nó chỉ là một cái vế bên này thôi, quý vị này. Bây giờ thì nó được mở rộng ra to như thế này đây. À, và đã gần xong. Đây thì bên đây có một ngôi nhà. Ôi, như vậy là quý vị thấy đây có một ngôi nhà tên là Nguyễn Phúc Ánh thật. Đây, như vậy số 2 Nguyễn Phúc Ánh. Như vậy là chứng tỏ là người ta có cơ sở, quý vị, để đặt cái tên đường này nằm ở trên Google Maps. Đây, quý vị thấy đây, đây là số 2 Nguyễn Phúc Ánh. Nãy giờ Lê Quang đi một dãy thì chỉ có thấy cái ngôi nhà này nằm ở dưới chân cầu Tuần này là có tên Nguyễn Phúc Ánh thôi. Đây, quý vị thấy ngôi nhà có tên Nguyễn Phúc Ánh. Như vậy là đúng thật, chứ không phải là không, bởi vì có tên một ngôi nhà đặt tên như vậy mà. Nhưng mà bên này thì chúng ta thấy rằng là chỉ được ghi thôn Bằng Lạng thôi. Đấy, thì Lê Quang cũng không hiểu là như thế nào. Có lẽ chúng ta phải hỏi một số người dân ở đây xem như thế nào. Đấy, như vậy là cái hồi nãy là số 2 Nguyễn Phúc Ánh, quý vị nhá. Đấy, đoạn này là đoạn sông Hương gần dưới chân gần cầu Tuần. Đoạn này người ta vẫn gọi là cầu Tuần. Thì Lê Quang cũng không hiểu là cái cơ sở của cái ngôi nhà vừa rồi đặt tên Nguyễn Phúc Ánh là như thế nào. Nhưng mà đúng là có tên Nguyễn Phúc Ánh thật. Mà là số 2. Không thể có số 1. Mà đúng thôi, bởi vì đường mà bên này là sống rồi cho nên người ta thì đặt số 2. Số 2 có lẽ là số đầu tiên rồi, quý vị. Thì chúng ta sẽ quay lại thôi. Đây, như vậy chúng ta sẽ quay lại. Và theo như cái tuyến đường trên Google Maps đó, quý vị, thì tuyến đường Nguyễn Phúc Ánh này kéo dài từ giữa chân cầu Tuần chạy thẳng lên khu vực chợ Tuần, quý vị. Nó cũng rất là dài. Đây là tuyến đường ven sông. Công trường thì đang giai đoạn cuối cùng. Lê Quang dự đoán là cũng khả năng là cuối năm nay thì xong rồi, quý vị. Bởi vì các công trình cao tốc ở Việt Nam thì thường là chậm tiến độ, khai thác rất là chậm. Ví dụ như tuyến đường cao tốc La Sơn Túy Loan thì hoàn thành xong cách đây cũng cả hơn cả năm rồi, nhưng mà đến bây giờ thì mới đi vào, cho phép đi vào hoạt động đấy. Quý vị thấy tuyến nhà này là đường Nguyễn Phúc Ánh, quý vị nhá, số 2, nằm ngay dưới chân cầu Tuần luôn. Và Lê Quang thấy là chỉ có một cái ngôi nhà duy nhất đó thôi là có tên là Nguyễn Phúc Ánh, còn những ngôi nhà còn lại thì ghi là dưới chân cầu Tuần thôi. Đây, đường chân cầu Tuần, địa chỉ chân cầu Tuần.
3 tuần. Chỉ có một cái địa chỉ duy nhất mang tên số 02, có tên Nguyễn Phúc Ánh. Và chúng ta sẽ hỏi thử xem là người dân ở đây họ có biết cái tuyến đường Nguyễn Phúc Ánh hay không. Đây, theo liên quan được biết là như đường này chạy lên là chợ Tùng đây. Người ta cũng ghi là Thủy Bằng Hương Thủy. Đây cũng gọi là ngã Ba Tuần. Người dân nào để con hỏi thử xem thử là họ có biết cái đường Nguyễn Phúc Ánh không? Nên tại sao lại có một số 2 hơi lạ như vậy? Là chùa Bằng Cư. Để Lê Quang lui hỏi cái chú cái tóc này xem thế nào. Dạ chú, cho hỏi thì chú ở đây chú có biết cái đường Nguyễn Phúc Ánh không chú? Nguyễn Phúc Ánh à? Dạ không biết ạ. Dưới đấy chứng tỏ đây đâu có đường Nguyễn Phúc Ánh đâu á. À, thấy ở trên Google Maps thì có đề là Nguyễn Phúc Ánh. Chỗ này là xã Thủy Bằng. Dạ. Thôn Bằng Lạng đúng không ạ? À, thành phố ấy. À dạ. Trong nửa mở đó. Trong nửa đó mình thấy đề là Nguyễn Phúc Ánh đấy, mình không biết là đánh thế nào. Dạ. Chưa nghe luôn đúng không ạ? À, chứng tỏ là phải đường này phải đường Nguyễn Phúc Ánh rồi. Dạ. Chứ mình chứ anh muốn tôi về chứ là khỏe nhất anh đã bị bán xã mình hỏi cái đó có à dạ không bị bán xã chắc chắn là đánh cỏ rồi, nhưng mà vì đang mà thấy trên Google Map là như vậy. Google Map đề một đề Nguyễn Phúc Ánh rồi. Cảm ơn chú nhá. Dạ. Dạ đây quý vị thấy là vừa rồi Lê Quang đi hỏi một cái chú gọi là cắt tóc ở đây, chú bảo là chưa bao giờ nghe thấy cái tên là Nguyễn Phúc Ánh. Đây là chợ Tuần quý vị nha. Đây là chợ Tuần này. Để mà hỏi thầy chợ thế này. Hỏi cái anh này thử xem thế nào. Anh cho em hỏi tí. Ở đây thì trên Google Map đây là Nguyễn Phúc Ánh là cái đường nào đó anh này. Google Map Nguyễn Phúc Ánh bảo đường đi đây. À đường đi. Nó thấy đời sau này chỉ có một số 2 thôi. À dạ. Yeah. Đấy như vậy là theo như cái anh vừa rồi á thì ở đây không có chưa được đặt tên, nhưng mà trên Google thì đã đặt tên là đường Nguyễn Phúc Ánh rồi. Không biết là ai là người đặt cái tên này. Có lẽ một ai đó là tự đặt tên đấy răng đó. Và thêm nữa là cũng có một cái số nhà mang tên Nguyễn Phúc Ánh. Đây là chợ Tùng chú Bình này. Đây là chợ Tùng, chợ Tùng của Thủy Bằng đấy quý vị. Để hỏi thử xem thử, phải thử xem những mọi người ở đây thử xem. Dạ chào mấy chị, chấm hỏi tí ở đây có cái đường mà trên Google họ đây là Nguyễn Phúc Ánh là đường mốt à? Chưa có bảng đây. Anh mở Google ra để em cho anh chị đó. Thì đây có đây đấy.
biết bao mày mốt cũng sao đâu, cứ định nó để đó. Nguyện Phúc Anh. Đó Quảng Bò. Ra đường Nguyễn Quản đi. Ra đường đi. Rồi đây không có ai đặt tên Nguyễn Quản cả, tự nhiên họ đặt mà thôi. Dạ, ở trên cà phê thôn quê rồi mới không? Đấy, đó. Ra đường đi đấy. Ra đường luôn. Vì hồi nãy hỏi anh kia đã nói là đường Nguyễn Quản là đường này nằm dưới chân của Tung đấy. Cà phê thôn quê đấy. Con có biết đúng bao kia dưới không này? Đây luôn. Nhưng mà chưa đặt tên đúng không? À, có nghĩa là đây từ những tên mạng có vậy thôi. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Rồi cảm ơn ạ. Đây quý vị, như vậy là có thể xác định là như thế này này. Đó là hiện bây giờ á. Thì trên Google người ta đặt tên cái tuyến đường này đó là Nguyễn Phúc Ảnh, và cũng đã có một cái ngôi nhà đặt tên là Nguyễn Phúc Ảnh ở khu vực số 2 nằm ở khu vực phía chân cầu Tuần. Nhưng mà kết luận lại như thế này đó là không có cái đường Nguyễn Phúc Ảnh nào ở đây cả. À, có nghĩa là có lẽ là hội đồng dân cũng chưa từng có một quyết định nào công nhận cái tuyến đường này là đường Nguyễn Phúc Ảnh cả, mà có lẽ là do một người dân nào đó hay là ai đó đặt trên và xác định nó trên Google Maps, và sau đó thì nó trở thành một tuyến đường Nguyễn Phúc Ảnh. Đây. Để Lê Quang vào bên trong này hỏi một thứ như thế nào. Dạ chào, chào cha mẹ chú ạ. Cháu hỏi một tí. Cái cháu xem trên Google Maps á, là thấy cái tuyến đường Nguyễn Phúc Ảnh có tên đường đó, nhưng mà mình cũng không biết là đường Nguyễn Phúc Ảnh chỗ nào chú ha. Vì thấy ở trên đầu kia thì có một cái nhà số 02 là có đề Nguyễn Phúc Ảnh. Đây chứ có đường không? Đây là thôn thôi. Xã này có đường, toàn bốn có đường. Thành phố họ tự đặt ra, có thể là tự đặt ra thôi. Dạ như vậy là họ tự đặt chú ha? Không có. Đây thành phố. Nhưng mà có. À, dạ như vậy mới xác định là cái đường này là đường họ tự đặt thôi. Tự đặt thôi. Nguyễn Phúc Ảnh à? Nguyễn Phúc Ảnh. Dạ. Vì đây là mới lên thành phố. Phải. Tân Thự Chí là Nguyễn Phúc Ảnh là của Gia Long đó. Lúc xưa là Nguyễn Phúc Ảnh là của Gia Long đó. Dưới này là đặt Minh Mạng. Không dưới mấy trong cái trận lấy những con ba nàng tự đặt đó. Đâu có tên. Nó... Đà, Hương Long là... Đó. Hương Long là cái đường mà nơi chỗ chợ thông. Dạ không, cái tuyến đường này là hình như là họ tự đặt thôi. Cái cháu thấy là không, còn có cái biển chưa có. Dạ dạ. Dạ như rồi, dạ. Cái cháu đi tìm hiểu mấy tên tuyến đường. Chưa có một tên đường nào chính thức cả không ạ? Không có đường. Không có tên đường, không có số nha. Dạ. Rồi. Còn tự đặt thôi đúng không ạ? Dạ rồi, cảm ơn mấy chú. Dạ. Dạ. À, kính thưa tất cả quý vị và các bạn. Như vậy là quý vị và các bạn vừa cùng với Lê Quang thử lên để tìm xem cái tuyến đường Nguyễn Phúc Ảnh ở dưới chân cầu Tuần được định danh ở trong Google Maps có thật sự hay không. Thì có một điều như thế này, sau khi kết luận đi khảo sát cái tuyến đường này và hỏi han một số người dân ở đây thì Lê Quang kết luận như thế này này. Đó là thực sự là trên Google Maps xác định tuyến đường này Nguyễn Phúc Ảnh. Ở dưới chân cầu Tuần có một ngôi nhà có số 2, người ta cũng định danh nó là đường Nguyễn Phúc Ảnh. Hỏi người dân thì cũng có một số người lờ mờ cho biết là đường này là Nguyễn Phúc Ảnh, nhưng mà chưa được đặt tên. À, như vậy thì kết luận như thế này quý vị, kết luận ở đây đó chính là không có tuyến đường Nguyễn Phúc Ảnh nào được Hội đồng nhân dân công nhận là tuyến đường Nguyễn Phúc Ảnh cả. Bởi vì nếu được công nhận đặt tên đường thì phải có cái gọi là cái quyết định của Hội đồng dân công nhận, và đến bây giờ thì vẫn chưa có công nhận. Đấy, cho nên chúng ta thấy là Google Maps họ xác định thì nói chung là cũng rất là vô thưởng vô phạt quý vị. Nhiều người cũng đã nhiều khi bị sai khi mà cứ tin tưởng vào Google Maps. Đây thì thêm nữa thì cái quan điểm của Lê Quang như thế nào liên quan đến cái tuyến đường Nguyễn Phúc Ảnh và cũng như cái đề xuất đặt tên đường Gia Long. Thì theo như Lê Quang nghĩ thế này này. Nếu như được đặt tên thì có lẽ là chọn tên Gia Long nó phù hợp hơn so với tuyến đường Nguyễn Phúc Ảnh. Bởi vì như quý vị bạn đã biết là giai đoạn Nguyễn Phúc Ảnh là giai đoạn gặp nhiều tranh cãi, và thật ra cái tôi của Gia Long
mà được ghi chép trong trong sử mà sử sau này quý vị, thì cũng là cái giai đoạn Nguyễn Phúc Ảnh. Còn sau đoàn đoàn Gia Long thì cái cống là nhiều hơn là tội, cái cống là rõ rệt hơn. Cái cống ở đây đó nghĩa là đặt quốc hiệu Việt Nam, xây dựng đất nước Việt Nam rất là vững mạnh. Đấy, một trong những gọi là một cái gọi là cái quốc gia mạnh ở trong khu vực Đông Nam Á và thậm chí ở châu Á nữa. Cho nên cái giai đoạn mà giai đoạn Vua Gia Long, giai đoạn chúng ta hoàn toàn không thấy có một cái vấn đề gì mà tranh cãi. Nếu như Vua Gia Long mà chỉ là giai đoạn Vua Gia Long thôi thì việc đặt tên đường là điều mà đương nhiên rồi. À, nhưng cái vấn đề đây là cái sự tranh cãi ở cái thời kỳ mà Chúa Nguyễn quý vị. À, tức là Nguyễn Ánh ấy. À, Nguyễn Ánh thì giai đoạn đó thì như quý vị các bạn thấy đấy. Đó là giai đoạn mà Nguyễn Ánh phải tìm trăm phương nghìn kế để mà đánh bại cái thế lực thù địch của Chúa Nguyễn, đã tiêu diệt Trần Nguyễn quý vị, đó là cái đó là vua Tây Sơn, Chúa Tây Sơn. À, cho nên ấy, là cái việc mà tìm đủ mọi cách để mà đánh đó thì có cái yếu tố là mời ngoại bang, mời Pháp hay là mời Xiêm đây, và thậm chí là có ủng hộ cả Thanh nữa. Nhưng mà sau khi lên vua, tức là lên vua Gia Long của vị, thì Nguyễn Ánh hầu như là không còn thực hiện bất cứ một chính sách nào từ cái thời đó nữa. Nguyễn Ánh gần như là thậm chí là có cái thái độ là coi như là muốn đoàn tuyệt với Pháp đấy. Còn với Gia Thanh thì đều giữ cái mối quan hệ liên mà bang giao thôi, nhưng mà thể hiện thái độ độc lập rất là rõ ràng. Đó, còn với quân Xiêm thì cũng vậy thôi. Thậm chí quân Xiêm còn sờ Nguyễn Ánh nữa, bởi vì cái thế lực lúc đó rất là mạnh. Đó, sau này chọn người kế vị thì Nguyễn Ánh cũng chọn vua Minh Mạng, một cái vị vua mà có cái xu hướng là không thân Pháp. Đó, và có xu hướng độc lập, xu hướng gọi là tự chủ rất là rõ rệt. So với việc chọn những người kế thừa khác. Đó thì Lê Quang chỉ dừng lại ở cái phạm vi hôm nay như vậy thôi. Còn việc liên quan đến việc là đặt tên đường Vua Gia Long như thế nào, còn nên đặt hay không, và những công trạng Vua Gia Long, thì có lẽ là Lê Quang sẽ dành thời gian để phân tích đến quý vị các bạn ở những cái video sau. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi video, và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo quý vị nhé. Xin chào tất cả quý vị.